bị người yêu đá, cô gái cay cú tìm đến tận phòng trọ đập cổng giữa trưa khiến người dân bức xúc. Theo chủ video chia sẻ, 12 giờ trưa, nhà trọ đối diện bỗng vang lên tiếng đập cổng rồi kêu trời kêu đất, ồn ào khắp khu phố, khiến người phụ nữ bực bội vô cùng. Không biết giữa trưa nóng bức như thế này, ai lại vô duyên phá giấc ngủ của người khác. Chạy ra cổng hóng hớt thì bên phía đối diện đang có một cô gái khóc lóc ầm ĩ với chủ trọ, kể khổ rằng mình bị người yêu đá, đứng chờ anh ta ở đây đã một tiếng đồng hồ để gặp mặt nói chuyện nhưng họ không chịu xuất hiện. Mặc dù người đàn ông hết sức khuyên nhủ cô gái không cần phải luyến tiếc chàng trai kia, đồng thời ông cũng cho biết hành động làm phiền giữa trưa như vậy là sai trái, bất lịch sự, nhưng cô không hề để lọt tai những câu từ đó. Vẻ mặt từ đầu đến cuối luôn lộ rõ sự bất mãn, cay cú. Cháu khi nó tìm hiểu một người bạn, những người đàn ông đó người ta yêu mình, người ta sẽ tự nhiên tìm đến mình. Và người ta đang không có tình cảm với mình, thì mình có đeo đuổi, chả có giải quyết cái gì cả, thì khổ đời mình thôi. Thiếu gì thằng đàn ông của mày đường, nó phải khổ thế. Đàn ông nó không gặp mà đến gặp cửa nhà người ta như thế. Tất cả mọi người ta nhìn được vào mặt cháu, người ta đánh giá là cháu là cái đứa con gái mất giá trị. Bố mẹ không dạy, không biết giáo dục. Sau một lúc nặng nhẹ với nhau, người đàn ông đề nghị cô gái đi về tránh phiền những người xung quanh. Nhưng cô nàng ngông cuồng lao thẳng vào sân nhà, la hét om sòm, nhất quyết đòi gặp người yêu cũ cho bằng được. Người dân đứng đó chứng kiến sự quá quắt của bạn trẻ thì bức xúc không nói nên lời, đòi đuổi cô gái đi ngay lập tức. Cộng đồng mạng xem xong video cũng cảm thấy cạn lời và có đôi phần sợ hãi trước vẻ điên tình của cô gái. Bác trai hết sức khuyên ngăn nhưng cũng không đáng kể. Bạn nữ này chắc là não có vấn đề, chứ bình thường không ai như vậy. Giống như đang làm trò hề cho thiên hạ. Để người ta lôi cả bố mẹ ra nói không biết dạy con, vậy mà vẫn cố lì cái mặt ra, nhục thật. Người ta đã nói như thế, nói trên đầu trên cổ một cách đầy khéo léo, thế mà bạn nữ này cứ ngang bướng quá vậy. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong đoạn video này? Hãy để lại comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!